Thưa các bạn, giáo phận đầu tiên nhóm ra khơi chọn đến trong tuyến hành hương là giáo phận Hải Phòng. Chuyến bay Bamboo Sài Gòn Hải Phòng bị trễ, ngồi chờ trong phòng đợi tại Sài Gòn hơn một tiếng. Khi lên máy bay lại bị giam trên máy bay tại Sài Gòn hơn một tiếng nữa. Có vài người bực mình phàn nàn khi bị ngồi lâu trên máy bay như vậy. Anh bội, người sắp xếp chuyến hành hương đón chúng tôi tại sân bay Hải Phòng, phải ngồi chờ suốt buổi sáng mà Bamboo chẳng chịu đến. Khi xe đưa nhóm chúng tôi đến giáo phận Hải Phòng vào lúc 1 giờ chiều, tôi thật ngạc nhiên khi nhìn thấy trung tâm mục vụ của giáo phận với lối kiến trúc thật nguy nga, đồ sộ. Ngày nay, với điện thoại cầm tay, máy camera tràn ngập, chúng ta có thể nhìn thấy được nhiều thứ mà chữ viết hay lời nói không diễn tả hết được. Vậy là lúc đấy bên mình dám giỏi ha. Đúng đó. Dạ. Bên kia là đồng ý với nhau là khó. Bên này anh em cùng nôm với cái xương. Gọi là nôm là nói chung. Danh nôm cái từ nói chung là để trộn nhiều thứ lại với nhau. Thì trong như cái món nôm này gọi là nôm rau muống. Rau muống thì có rau muống này. Có một chút của lá khế này. Có con này là gọi là con tép, còn đây khác thì gọi là con cá nhỏ đấy. Đấy, cho một chút đường đấy, còn đây là đậu phộng này, người Bắc thì gọi là lạc. Đấy, thì như có gỏi, ta có tỏi luôn phải, có tỏi này, một chút chua này. Đấy, còn nếu mà con nơi khác thì họ có cho một chút mắm tôm nữa. Hello. Niềm vui của tôi là được bay drone để giới thiệu đến các bạn các ngôi thánh đường xinh đẹp. Như khi đến nhà thờ chính tòa và tòa giám mục Hải Phòng thì trời mưa lớn nên không bay nhiều được. Cha chánh văn phòng còn rất trẻ, giúp tôi chụp hình và thâu ít đoạn video trong khi tôi bay drone. Ngài cũng hướng dẫn nhóm chúng tôi thăm khu du lịch Đồ Sơn và nơi nghỉ dưỡng của vua Bảo Đại tại đây. Như mục đích của nhóm kỳ này là ra khơi hành hương, đến đâu chúng tôi cũng tá túc trong tòa giám mục hoặc các trung tâm mục vụ của từng giáo phận, kính nguyện sáng chiều và kính viếng các đền thánh tử đạo Việt Nam với rất nhiều chứng tích lịch sử được trưng bày qua nhiều giáo phận. Đức giám mục địa phận Hải Phòng tiếp đón chúng tôi thật ưu ái. Ngài dành thời giờ cầu nguyện và chúc lành cho chúng tôi trong chuyến ra khơi hành hương, được bình an trong chuyến đi và gặt hái nhiều điều tốt đẹp.
Thánh Tự Đạo Việt Nam tại Hải Dương. Trên đường đến giáo phận Thái Bình từ Hải Phòng, nhóm chúng tôi đến kính viếng đền Thánh Tự Đạo Việt Nam tại Hải Dương. Đền thánh khá rộng lớn, mái nhà lợp tôn, nằm ngay trên nền nhà thờ cũ. Ngôi nhà thờ cổ kính xinh đẹp này bị phi cơ Mỹ ném bom thành bình địa trong cuộc chiến Nam Bắc trước năm 1975. Ngay sát phía sau đền thánh có một giếng nước lớn. Nơi đây, đầu của các vị thánh tử đạo ném vào đây sau khi xử chém. Anh em chúng con là những người hành hương từ xứ đến đây để kính viếng nơi bốn thánh đã bỏ mình ra từ vì đạo, để chứng minh được lòng của các ngài với Thiên Chúa. Chúng con rất hãnh diện được là con cháu của các ngài, mong rằng các ngài phù hộ cho giáo hội quê hương của chúng con và gìn giữ chúng con, để chúng con vẫn tiếp tục là những người giáo dân kiên trì của Đức Chúa. Đối diện với giếng nước cách con đường nhỏ vừa đủ lối cho chiếc xe hơi bốn bánh là ngôi nhà thờ mới to lớn đang trong thời kỳ xây dựng. Nằm sát ngôi nhà thờ đang xây có rất nhiều nhà dân đang bao bọc. Vài nhà sát cạnh đền thánh, tôi nhìn thấy có bàn thờ Đức Phật bên trong. Không biết sau khi hoàn thành sẽ có hướng giải quyết ra sao. Thôi thì phó thác mọi sự nơi linh địa này cho sự cầu bầu của các thánh tử đạo. Việc Chúa làm nào ai hiểu thấu.